Chiều ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh đã tổ chức lễ bế mạc lớp tập huấn khiêu vũ thể thao cho các học viên đến từ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện, lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và đại diện các nhà trường trên địa bàn huyện. Sau 5 ngày tham gia lớp tập huấn, trên 50 học viên đến từ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về khiêu vũ thể thao, luyện tập những bước nhảy, những điệu khiêu vũ cơ bản nhất từ huấn luyện viên như disco 18 bước, disco 24 bước, bachata, cha-cha-cha, tango và các bước chân đưa tay, lắc hông, xoay người, tạo sự mềm dẻo, linh hoạt trong từng bước nhảy. Hầu hết các học viên đều đạt kết quả tốt trong khóa học. Lớp tập huấn khiêu vũ thể thao năm 2020 được mở ra tạo cơ hội để cán bộ, nhân dân, người lao động và học sinh trên địa bàn huyện có cơ hội giao lưu, học hỏi, tiếp thu môn thể thao mới, nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các cá nhân yêu thích bộ môn khiêu vũ thể thao, đưa bộ môn này phát triển và nhân rộng, để mọi người dân đều có thể tham gia luyện tập khiêu vũ, rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Đây cũng là một trong những hoạt động được Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, môi trường sinh hoạt lành mạnh, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng cho cán bộ, nhân dân, người lao động và học sinh trên địa bàn huyện thông qua hoạt động thể dục thể thao quần chúng để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ 23 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi lễ bế mạc, các học viên đã trình diễn các bài đã học như disco 18 bước, disco 24 bước, bachata, cha-cha-cha, tango